Vùng nám của mình chủ yếu tập trung hai bên cái vùng gò má này nhỉ. Vâng. Các cái vùng xung quanh thì sau khoảng 3 buổi thì mình thấy như nào? Cái ngoài vùng nám ấy, vùng da bên cạnh ấy thì nó có mịn hơn, sáng hơn không? Cảm nhận của mình khi rửa mặt Mềm chắc là cảm hơn. nhận được đúng không? Vâng. Ok. Hôm nay chị tiếp nhé. Điều trị nám là phải kiên trì thôi. Mất một thời gian dài đấy, chứ không phải chuyện đơn giản. Đâu làm nhé. Thế nào? Cảm giác thế nào? Cái laser bây giờ điều trị nám này nó ổn nào, nó công nghệ cao, nó mới như là không phải nghỉ dưỡng. Cách đây khoảng một vài năm mà điều trị cái nám da này là ít nhất là nghỉ mất khoảng một tuần đấy, tức là mặt mình nó sẽ bị bong chóc, bị đỏ mất khoảng một tuần đấy. Yeah. Vâng. Bây giờ thì về nhà xong bình thường đúng không? Vâng. Chỉ hơi đỏ mất một tí. Da em còn không thấy đỏ thế nào. Nó đỏ mất khoảng 10-15 phút thôi, đắp mặt chiếu đèn xong là nó hết rồi. Vùng nám này nó thường sẽ có tính chất đối xứng. Đối xứng hai bên má, mắt ngang qua mũi. Em là nám mảng, chỉ khó hơn. Khó hơn kia hơn à? Nó tùy vào mức độ, cái độ sâu của cái đường, cái nám ấy. Và cái thời gian mà mình bị nám lâu hay là ít thời gian. Em sau khi sinh thì lâu rồi. Hơn 6 năm là một giờ thời gian tương đối dài đấy. Kem chống nắng mình phải dùng thường xuyên nhé. Em dùng thường xuyên mà. Tối thỉnh thoảng kiểu như là em cũng hay đi chơi tụ tập bạn bè thì em có dùng một chút phấn ấy. Và em tẩy trang và rửa mặt. Kem trang điểm nhé. Vâng. Nám nó cứ bị loang lổ này kìa, chỗ thì trắng, chỗ thì nâu, chỗ thì đen, trông rất là tệ. Đấy là đi đốt điện hả? Đúng rồi, đi đốt điện đó. Tức là với cái điều trị mà không có chuyên môn về cái nám này này, là cứ nghĩ là nó chỉ đốt đi một lần là nó hết, thấy chưa? Không phải là cái vết bẩn của cái chai, cái lọ mình cọ rửa đi là nó hết, mà nó nằm sâu dưới lớp hạ bì với da mình. Thế khi phá vỡ được liên kết của sắc tố màu của vùng nám ấy, thì trong vòng một tháng tế bao da mình nó thay đổi tái tạo một lần thì nó cứ đào thải dần ra bên ngoài, và mỗi lần một ít mờ dần đi nhé. Xe lên một chút này. Cho xe lên một chút.
rát không? Hình như những chỗ nám mình không thấy rát, bị rát ở diêm mép thôi. Chỗ đấy là có cái màu diêm mép rồi sẽ thấy rát. Chăm sóc da mình cũng có đủ đều nhỉ. À, em hơi thường xuyên. Đây là màu xanh. Ba tiếng rồi mình dùng kem chống nắng một lần rồi, nhé. Chứ không phải dùng một ngày một lần duy trì được cả ngày đâu. Sẵn đi vào trong cái túi sách của mình ấy. Tiếp cái kem cũng nhỏ. Nhỏ mà kem chống nắng em mua của anh nó đặc. Đặc quá. Nó đặc nó